Ok các bác ơi, em xin phép chào tất cả các bác nha. Thì nay em có một cái vấn đề như này xin phép được đưa ra để trao đổi với các bác trong cái thời điểm vụ thu đông, thời kỳ phát triển thứ hai của con ong trong một năm nha các bác. Đây thì báo cáo các bác là cũng có nhiều bác vẫn đang còn thắc mắc bây giờ là chúng ta di trùng tảo chúa được chưa. Đấy. Thì em xin phép trả lời một như này để cho các bác này, trả lời câu vuông luôn này. Đây là bây giờ thời kỳ này là các bác cứ yên tâm mà di trùng tảo chúa nha. Đấy thì báo cáo bác bây giờ là nguồn bên ngoài rất là nhiều. Đấy, nguồn bên ngoài rất nhiều cho nên là các bác yên tâm mà di trùng tảo chúa thôi. Đấy. Có thể là có những chỗ là bây giờ vẫn đang còn mưa, nhưng mà mưa đâu bây giờ nó không phải là mưa kéo dài nữa. Mà mưa nó mưa 1-2 ngày thôi bác ạ. Còn cơ bản là bây giờ thời tiết nó mát rồi. Đấy, cho nên là chúng ta cứ yên tâm mà chúng ta di trùng để chúng ta tảo chúa nha các bác. Đấy. Như đàn này của em này, đàn này của em là đàn, báo cáo các bác là đàn hai cầu nha, hai cầu rất là đông quân. Đấy, thì đàn này thì sắp tới đây là em sẽ 1-2 ngày nữa, khi mà em dẫn công việc thì 1-2 ngày nữa thì em sẽ di trùng tảo chúa cho đàn này nha các bác để em nhân đàn. Đấy, thì em nói luôn với các bác là bây giờ ở những chỗ mà ở các bác ở ngoài miền Bắc ấy, thì thời tiết bây giờ cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ là tốt luôn các bác ạ. Đấy. Thuận lợi cơ bản cho người việc mà chúng ta nhân đàn và chia giống. Đấy, và em được biết là có rất là nhiều bác bây giờ đang còn khởi động cái vấn đề nhân đàn rồi, để mà sắp tới các bác bán giống thôi đúng không. Đấy, trên một số kênh của YouTube thì em cũng đã xem có nhiều bác đang tiến hành cái việc mà nhân đàn. Đấy. Và cũng có những bác là đang còn trong quá trình là kích thích cho con ong nó xây từng để mà nhân đàn chia giống này các bác ạ. Đấy thì em thấy một số kênh như là kênh Mật Ong Toàn Quốc này, có anh Toàn ở Quảng Ninh này, này ở ông Bí Quảng Ninh gì đấy, rồi thì cũng có những bác là kênh Đu Đủ này, TV đây thì cũng có những bác đây là người ta đang tiến hành cho con ong nó ăn và lao thêm nền, rồi sắp tới là người ta sẽ di trùng tảo chúa này các bác. Đấy thì ở chỗ em cũng như thế thôi, thì sắp tới đây thì em cũng sẽ di trùng một thời gian nữa, là khi mà em hết bận công việc thì em sẽ di trùng tảo chúa các bác ạ, để mà nhân đàn chia giống. Thì kinh nghiệm cho thấy là như thế nha bác, thì em xin phép đưa ra đây để chia sẻ cho bác. Đấy, để các bác yên tâm, bởi vì có những bác là bây giờ muốn chia đàn muốn nhân giống nhưng mà đang sợ là nhân giống vào thời điểm này nó có phù hợp hay không, thì báo cáo các bác là chốt với bác một câu là hoàn toàn được nhé, bây giờ thì khá phù hợp rồi. Đấy, các bác yên tâm mà để chúng ta nhân đàn chia giống thôi. Đấy. Thôi thì một số cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ như thế thì em xin phép nói ra để trao đổi cũng như là chia sẻ cho bác. Các bác ai có kinh nghiệm nào hay cũng như là có những cái làm tốt hơn nữa thì bác có thể cho em xin ý kiến ở dưới phần bình luận nha. Ok, em chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của em.